Xin được chào các bạn. Mỗi khi mà thời tiết dở dở ương ương như thế này, mưa nắng thất thường á, Trung Nghĩa cảm thấy rất là lo lắng. Không phải vì lo bị ướt mưa hay là bị đau ốm gì đâu, mà lo là quần áo chăn mền phơi mãi không có khô. Bởi vì các bạn biết mà quần áo bị ẩm lâu ngày á, nó sẽ bị ố và bị có mùi hôi rất là khó chịu. Nghĩa đã dùng cách là dùng quạt để sấy tạm, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Mà đang lạnh á, mà chúng ta ngồi trước quạt thổi dù dù như thế này thì muốn đông cứng luôn ạ. Nhưng mà đó chỉ là cách ngày xưa thôi. Bây giờ với công nghệ hiện đại rồi, chỉ cần một chiếc máy sấy này thôi thì mọi nỗi lo toan sẽ được giải quyết. Nếu như mà các bạn không tin á, hãy coi hết video clip này các bạn nha. Nếu mà nhìn sơ qua thì mình rất dễ nhầm máy sấy quần áo với những chiếc máy giặt lồng ngang thông thường. Máy cũng có thiết kế vuông vức màu trắng với nắp lồng sấy được đặt phía trước máy. Bên trên là bảng điều khiển gồm núm vặn điều chỉnh chế độ sấy, màn hình LED hiển thị và một ít phím chức năng được đặt gọn gàng bên dưới. Chỉ có chỗ này trên máy giặt thường là hộc đựng bột giặt hay nước xả. Và ở đây thì Nghĩa đã cố gắng mở ra rồi nhưng mà nó cứng quá, mở không có được các bạn ạ. Và đây cũng là điểm để chúng ta phân biệt giữa hai loại máy sấy thông thường trên thị trường hiện nay, đó chính là máy sấy ngưng tụ và máy sấy thông hơi. Máy sấy ngưng tụ sẽ lấy không khí từ môi trường bên ngoài để chuyển thành không khí nóng và làm khô quần áo. Hơi nước ẩm nóng sẽ đi qua bộ trao đổi nhiệt để ngưng tụ thành nước và di chuyển lên hộp chứa nước. Mình sẽ phải đổ nước này đi trước mỗi lần sấy. Và ở đây chúng ta không thấy chỗ nào để chứa nước cả, dĩ nhiên đây là máy sấy thông hơi rồi. Máy sấy thông hơi sẽ lấy không khí từ môi trường bên ngoài để chuyển thành không khí nóng và làm khô quần áo của bạn. Hơi nước ẩm nóng sẽ thoát trực tiếp ra ngoài qua ống thông hơi. Và ở chiếc máy này thì lỗ thoát khí nằm ở phía sau. Trước khi sử dụng, mình sẽ lắp khớp nối ống vào lỗ thoát khí, sau đó gắn ống thông hơi vào. Và có một lưu ý nhỏ cho các bạn là chúng ta nên đặt máy cách tường khoảng từ 10 đến 15cm để lắp đường ống. Phải lắp đặt ở gần cửa sổ, hướng trực tiếp ra phía bên ngoài để thoát hơi và tránh gây ẩm mốc trên tường. Với kích thước chỉ cỡ một chiếc máy giặt lồng ngang, chiếc máy sấy này không hề tốn diện tích trong căn nhà của mình một chút nào. Và với khối lượng sấy lên đến 8kg, đây sẽ là lựa chọn thích hợp cho các gia đình có từ 3 đến 5 thành viên. Trên chiếc máy sấy này có một điểm khác lạ, đó chính là phần tay nắm cửa được đặt phía bên tay trái thay vì bên phải giống như những mẫu máy sấy thông thường. Có lẽ vì chiếc máy sấy này được sản xuất ở châu Âu, hoặc cũng có thể là do nhà sản xuất ưu tiên muốn quan tâm đến những người thuận tay trái chăng, nghĩ cũng không rõ nữa. Nhưng mà cảm giác khi mà mình nắm vào phần tay này thì thấy không thuận lắm và phải dùng lực mới có thể mở ra được. Và Nghĩa thấy là phần cửa lồng giặt này siêu lớn luôn các bạn à, tới 39cm lận. Với kích thước này thì mình nghĩ là có thể cho cả một chiếc mình to vào để sấy vô tư, thậm chí thủ bồng lớn cũng được nữa. Lồng sấy và mâm sấy được làm bằng thép không gỉ, rất chắc chắn. Mình sẽ tránh được trường hợp sấy những chiếc quần jean, áo khoác có phết mơ tuya và sợ là phần kim loại trên những món đồ này sẽ làm xước bên trong máy. Bên dưới này đó chính là bộ lọc sơ vải. Bông vải hay là sơ vải của quần áo rơi ra từ quá trình sấy sẽ được gom vào đây. Sau một thời gian sử dụng, chúng ta sẽ mở ra, lau sạch với khăn mềm hoặc là xịt rửa với nước, sau đó phơi khô, lắp lại là có thể sử dụng được ngay. Cũng giống như bộ lọc sơ vải của máy giặt, chúng ta cần phải vệ sinh định kỳ để máy hoạt động tốt hơn. Sau khi mà cho quần áo ướt vào rồi thì mình sẽ tiến hành chọn chu trình sấy. Ở đây, mình có tới 15 chu trình tương ứng với nhiều loại quần áo, cũng như nhu cầu giặt giũ khác nhau. Và mình chỉ cần lựa chọn đúng chu trình phù hợp là được. Lúc nãy Nghĩa đã cho vào đây vài chiếc quần jean và chúng ta sẽ chọn sấy vải quần jean các bạn nha. Và Nghĩa cảm thấy khá là ưng ý với bảng điều khiển này bởi vì hỗ trợ tiếng Việt rất to rõ và dễ hiểu. Vậy thì ba mẹ của mình ở nhà cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng. Và ở đây Nghĩa thấy có một tính năng rất là hữu ích nếu như nhà chúng ta có các bé nhỏ, đó chính là tính năng khóa trẻ em. Chỉ cần nhấn đồng thời hai nút âm báo và độ khô bên dưới màn hình LED là mình có thể bật tính năng này lên. Như vậy các bé ở nhà sẽ không thể tay máy bấm lung tung được và để mở khóa chỉ cần làm lại y như vậy là được. Tuy nhiên có một điểm hạn chế của tính năng này, đó chính là nó sẽ khóa tất cả các phím trên bảng điều khiển trừ tắt mở máy. Nên để tránh tình trạng các bé ở nhà hiếu động bấm tắt máy trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ hẹn giờ sấy xong cho yên tâm nha. Máy có thể hẹn giờ sấy xong tối đa là 24 tiếng, nên nếu 9 giờ mình đi ngủ và muốn 7 giờ sáng dậy, quần áo đã thơm tho sạch sẽ, chờ gấp gọn cất vào tủ thì chỉ việc bấm hẹn giờ 10 tiếng là được. À, không biết các bạn có tò mò về phần đèn nằm ở bên phải màn hình LED này không, và không biết những đèn khác khi nào mà nó sáng lên. Thật ra đây là các bước trong quá trình sấy, đến bước nào thì đèn ở bước đó sẽ sáng lên. Sau khi sấy xong hẳn thì đèn chống nhăn anti-grease sẽ sáng trong 2 tiếng. Và trong 2 tiếng đó, lồng sấy của máy sẽ thực hiện chu trình 4 phút không quay, 10 giây đảo lồng sấy nhằm giảm nhăn quần áo khi mà quần áo nằm ở một trạng thái tịnh quá lâu.
Và khi chúng ta tác động một lực gì đó như là mở cửa lồng sấy, vặn núm điều khiển hay là ấn nút điều khiển thì tính năng này sẽ tự động tắt. Đây là một tính năng rất hay được Beko tích hợp trong máy sấy của Beko. Chà, vậy là quần áo đã được sấy khô xong rồi. Và quần jean đó chính là nỗi ám ảnh trong những ngày mưa. Bởi vì quần jean thì cần phải có nắng, phơi mới khô và sạch được. Chứ nếu như những ngày mà trời mưa ẩm ướt á, có mùi khó chịu lắm, mặc vô cũng cảm thấy rít rít nữa. Giờ thì đồ vừa sạch sẽ, thơm tho, cầm lên ấm hết cả tay, lại còn có cảm giác khô ráo, tươi mát như được phơi dưới nắng vậy. Mà cái hay nhất đó chính là quần áo không tiếp xúc trực tiếp với nắng mặt trời, nhờ vậy mà quần áo không bị bay màu và giữ được lâu hơn. Sở dĩ chiếc máy sấy này có thể sấy quần áo khô ráo với nhiệt độ cao mà không làm hư hại sợi vải vì nó được trang bị cảm biến OptiSense. Ví dụ khi cho quần áo đã giặt vào trong máy sấy, tùy lượng quần áo nhiều hay ít, vắt ráo nước hay trụng nước, chất liệu vải nhiều cô tông hay là ni lông thì nhiệt độ có thể không đồng nhất. Nhiệm vụ của cảm biến OptiSense là nhận biết liên tục nhiệt độ trong lòng sấy, có thể duy trì gần đạt mức nhiệt độ lý tưởng của quần áo. Nhờ vậy, quần áo được sấy khô mà vẫn đảm bảo bảo vệ được sợi vải. Mình cũng nên vệ sinh cảm biến này thường xuyên để đảm bảo cảm biến hoạt động hiệu quả. Nếu như nhà các bạn đang có con nhỏ, không có chỗ phơi đồ thoải mái, gặp phải trời mưa dai dẳng nhiều ngày, thì những chiếc máy sấy đó chính là giải pháp khá hữu hiệu trong vấn đề này. Nếu như các bạn đang thắc mắc gì hoặc cần tư vấn vấn đề gì, hãy comment phía bên dưới, Nghĩa sẽ giải đáp ngay. Còn bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.